Bây giờ phải đi tới đó kiếm cái này chứ tốn tiền lắm nè. 300 à? Ừ. Take my rest away. Come into your life, take your breath away. Sao còn sống? Nếu mà take breath away thì chết bà mất tiêu rồi. Nếu mà thật sự take your breath away thì em chết mẻo rồi, còn đâu nữa mà sống. When you come into my life, you take my breath away. Oh yeah. Bây giờ phải tới chỗ An Phúc với chị Thủy. Hôm qua chị nghĩ chị mất cái... Oh yeah. Chị mất cái đồ... mấy cái đó tại lúc chị này là chị kẹp cái mắt chị cho nó rớt. Nó là nói gì được không chị? Được. Ô sao hôm nay thấy nước như nó hạ xuống mà em? Đúng rồi. Hạ xuống nhiều quá. Ừ đúng rồi. Đi đâu? Đi trên trên chỗ chị Thủy ăn thuốc cho nó kiếm cái mắt đi. 300 đồng không phải giỡn đâu. When you come into my life, take my rest away. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. I love you. Oh yes. I love you. Oh yeah. When you come into my life, you take my rest away. Oh yeah. Đó, oh yeah, gọi phone rồi đó. Ôi già đi, để chị đứng chị quay cái này cho mọi người được biết. Mình nó nói chuyện với người yêu nó là vậy nè. Ôi già, ôi già đi. Nhà này Huỳnh đã làm, Huỳnh nghĩ làm suốt tuần. Cho nên ngày nào hai chị em cũng đi lang thang lên xuống. When you come into my life. Xuống gặp anh Phúc xong đi ra để rớt mất cái mic. Cái mic 300 đồng á. Cho nên bây giờ hai chị em phải đi trở lại để kiếm cái mic. Trời ơi, mất cái mic lỗ vốn rồi. Chưa có kiếm được đồng tiền mà mất cái mic 300 đồng nên hôm nay phải đi trở lại kiếm cái mic. You take my rest, my rest. Gửi như vậy. Bỏ vào cái giỏ, tôi không có cầm đâu. Đi mà xách theo cái bình nước. Úi cha, chút xíu nữa là rớt cái nắp. Đâu rớt đâu, rớt đâu, đâu được nè. When you come into my life, you take my rest away. Nói chưa cùng một mạng, nói là em uống nước chanh thay vì cà phê. Mà em cứ pha cà phê em uống hoài à. Uống cà phê không à. Biết là chị rớt ngay chỗ anh Phúc, tại lúc chị đứng lên chị kẹp con nách chị nè. Thế là nó rớt ra. Tôi thấy mất cái mic hết 300 mấy. Bây giờ lại phải trở lại đi vòng vòng cái con đường cũ. Oh yeah, nếu mà ai ta lầm được là tôi thua rồi. Em nhìn dưới đường coi chị có làm rớt dưới đường không? Oh yeah, I don't see it. Anh Phúc lại ngồi nữa kìa. Oh yeah. Oh yeah. Chờ chừng nha, đi giang hai chân nha. Đây đi, đi xuống, đi ngõ này té đó. Đi đâu? Đi 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 đây đi đây, lỡ rồi giờ sao? Đi chưa? Đây. Oh yeah. Để đi chưa em đỡ chị. Dạng hai chân ra. Chân trên. Coi bên kia dễ hơn kìa. Ngày qua chị rớt cái cục đen, rớt cái cục đen đen, không biết rớt đâu cục đen nhỏ.
nó đi kiếm. Gần xịt 10 phút rồi. When you come into my life, take my rest. Ngồi xuống đây, ngồi bên đó. Hả? Ngồi bên đó. Ai kệ ta. Có thấy không? Không. Hôm qua cũng có chứ, ăn nữa cho. Hello. Ăn nữa hả? Ăn nữa. Tao có gì đâu. Nhau ăn vậy thôi. Thật sự vậy. Đang đứng ngồi dưới cầu với anh Phúc Cô Tây nè. Cái đậu bơ đậu phụng á. Cái gì cũng được. Đâu biết đâu. Đi nói chuyện sẽ xuống vòng anh sẽ đem hồi làm đồ cho mấy anh. Cho mấy anh dưới đây anh dắt chị đi xuống. Là coi như lúc nào anh Phúc cũng nhớ tới cái người. When you come into my life, you take my rest away. Oh yeah. Duyên đến thì duyên đi, đâu biết được đâu. Đâu duyên đến duyên đi, lỡ giờ duyên nó tới lại sao? Phúc cũng vậy thôi. Cũng không biết được. Anh yêu em nhiều quá, em khùng rồi nè. Bây giờ cái duyên đến, cái duyên đi, giờ không nói tầm bậy thôi. Người ta đã dần mất khôn mà, nhưng mà lòng người ta đâu có phải như vậy. Cổ cũng ai phải cũng vậy. Lúc người ta, nhiều lúc người ta giận, người ta quên luôn đi rồi. Người ta đi luôn rồi, mình nhớ người ta hoài phải khổ cho mình thôi. Thì mong sao có được vui vẻ được rồi. Rồi cái chuyện sáng tạo mà. Khi Phúc ngồi đây chưa hẳn gì. Giống như camera gì đó. Ừ. Đúng không? Nó biết nói chuyện chứ nó làm việc đủ điều hết. Ừ. Chứ phone nó. Cái vậy giả hơn thiệt. Đúng không? Đâu có biết nói chuyện. Nhưng mà bất cứ gì cũng hỏi có hết á. Bây giờ mình đừng có kết cái lòng mình là phải cái cô này tôi có lỗi với cổ, bây giờ đợi cổ tha thứ cho tôi. Nhiều lúc người ta cũng thời gian anh Phúc biết hơn, cái người ta đi qua một cái bước khác, cái người ta cũng không còn nhớ cái bước để mà quay về nữa. Bây giờ nếu có một người ở trong quá khứ mà người ta vẫn coi mình là bạn, vẫn có lòng là muốn lo cho mình, thì như vậy là cũng là một điều tốt rồi. Biết đâu cái gì tới nó tới tốt hơn phải không? Thật ra đối với Phúc mà không có, không giống như không có cái gì để lựa chọn hết, không có quyền. Thật sự vậy đó. Hy vọng mai sau như thế nào thì tùy thuộc vào. Sống không khéo làm việc bận ta nữa. Kỳ đó chịu ăn qua, anh Phúc không có tỉnh nha, cho nên chịu ăn phát mệt, sợ luôn. Kỳ này anh Phúc rất là tỉnh táo. Kỳ trước chịu ăn qua, anh Phúc đâu có tỉnh đâu, tào lao thiên đế thấy mồ luôn mà chịu ăn còn nói để chịu ăn lo cho anh Phúc nữa. Thấy chị có cái lòng không? Thật ra con lúc đó chị qua cũng có đi ăn, đi vòng vòng thôi anh hai, lúc đó anh hai tỉnh một ngày, khai cà tàng ba ngày luôn. Tội nghiệp chịu ăn ngớm không? Kỳ này em Phúc rất là tỉnh táo. Hôm bữa chị qua đây là để lo cho anh Phúc đàng hoàng mà. Kỳ đó anh Phúc cà tàng dữ luôn. Thiệt đó. Kỳ đó không có tỉnh, kỳ này tỉnh nè. Kỳ này rất tỉnh táo. Ôi cha, bữa nay chị Thuận chị... Chị Thủy chửi tùm lum rồi, thôi chết rồi, bữa nay hết ngoan rồi. Chửi tùm lum tùm la rồi, chết rồi. Anh Phúc còn giấy tờ phải không? Còn. Cái đó là anh Phúc rất may mắn nha. Rất nhiều người họ muốn quay lại mà họ quay lại không được, họ bị mất giấy tờ rồi. Cho nên anh Phúc phải nghĩ mình trở lại bây giờ là vừa kịp lúc. Nếu mà mình mất giấy tờ rất đau khổ anh Phúc. Cuộc đời mình không còn gì luôn á. Mai mốt già, anh Phúc năm nay bao nhiêu tuổi? Sinh năm ấy? Còn trẻ mà. Được tuổi xin tiền già chưa? Hả? Tới tuổi xin tiền già chưa? Chưa. Chắc cũng sắp rồi. Đó là rất may mắn là còn giấy tờ. Mai mốt mình còn xin được tiền già mình sống anh Phúc. Cho nên phải lấy cái cơ hội này ngưng lại luôn đi, mình vừa tới rồi, không có như vậy hoài khổ lắm á. Rồi bây giờ bữa giờ Hương hôm qua lên gặp anh Phúc rồi về nhà còn chưa làm video, bữa nay cũng không làm video luôn, lo đi kiếm cái mic hôm qua bị mất. Rồi bây giờ Hương về Hương mới làm video, rồi Hương mới có thời gian Hương mới chuyện với Hằng. Rồi Hương mới nói coi thử sao. Thì có gửi lời thăm ông người đẹp Hằng. Có người đẹp Hằng bữa nay đáng lẽ đi đây nè, mà ông Mỹ không biến đi đâu mất, thế là người đẹp Hằng đi không được luôn, không có ai. Ông biến đi đâu mất tiêu rồi.
Thì đẹp hàng hay xuống thăm anh Phúc lắm mà. Thì cũng có cần một hai lần đại khái vậy. Nói chung có những câu thoát ra nó không có được được đẹp lắm. Mong cậu cũng hiểu được. Ôi da, nói cho Hằng hả? Dạ. Không, Hằng không chắc đâu, Hằng biết anh Phúc mà. Trời ơi, có mấy người người ta chửi Hằng tùm lum tùm le. Ông Kỳ ông chửi Hằng te lu luôn. Hằng vẫn rất là thương anh Phúc, Hằng biết mà những người mà nhiều lúc cho nó không ai đất đây chi đúng không, đâu ai mà không mình mang trước đây Hằng vẫn tiền có đồ ăn rồi đúng có rồi thứ Hằng vẫn thương anh Phúc, Hằng vẫn lo cho anh Phúc đàng hoàng, Hằng không khe, Hằng không có câu nệ hoặc chấp nhất đâu. Trời ơi, ông Kỳ ông chửi Hằng tài le tái me luôn đó anh Phúc, mà Hằng gặp Hằng vẫn cho ông đồ vẫn lo cho ông mà nhiều lúc Hằng không có trách. Có nghĩa là theo cổ Hằng thôi bà nữa. Mà ông đi đâu mất tiêu rồi, sáng nay Hằng muốn đi suối rồi ông làm mất rồi, ông đi mất tiêu rồi Hằng cũng không đi được luôn. Hằng cũng ở gần phải không? Gần nhà Hương mà. Hương qua nhà Hằng chút xíu à. Nói cái gì hôm bữa nói cái gì mà sợ Hằng buồn? Đâu có. Giận thì phát lời không có hay thôi. Nhiều lúc mình giận cá chém thớt phải không? Giận ông ba bà bảy cái gặp thằng tới cái phan thằng luôn phải không? Thôi em sao, không sao, thằng không ke đâu anh Phúc. Thằng hiểu mà. Thằng đã làm cái việc này bao nhiêu năm rồi, thằng hiểu, thằng không có câu nệ chấp nhất, thằng vẫn rất là thương, thằng vẫn lo đàng hoàng. Trời ơi. Chị nói em đi vòng vòng kiếm cái mic cho chị mà em cứ đi cưa phone riết à. Mắt như bị tật á, tối ngày giật con mắt hoài à. Rồi bữa nay Hưng về Hưng làm video đàng hoàng. Cái video hôm qua còn chưa làm nữa. Làm đàng hoàng xong nói chuyện với Hằng, xong nói chuyện với chị Oanh, xong mình lên kênh mình hỏi nữa. Anh Phúc à, anh Phúc tin, anh Phúc tin Phật rất nhiều không? Đời sống tâm linh của anh Phúc ra sao? Thì mà khá như là Phật Chúa gì cũng tin hết. Nếu mà anh Phúc nói là anh Phúc có tin Chúa thì anh Phúc nói đi, anh Phúc nói là nếu sự thật có Chúa, xin Chúa giúp con cho con thoát ra khỏi cái này. Xin Chúa thương con, lo cho con. Cho... cầu nguyện nha. Cha mà hiểu trước phải không? Buổi chối xong rồi cầu nguyện. Lúc nào mà anh Phúc không tin cảm thấy buồn cầu xin với Chúa, bây giờ con cảm thấy buồn lắm, Chúa giúp con. Mình phải có đời sống tâm linh thì mình mới có thể có niềm vui, mình mới có nghị lực, mình mới có sức mạnh. Nhớ nha, nhớ nha, nhớ phải tin nha, phải cầu nguyện nha. Có chứ. Nhưng mà đôi khi chú ông cha đang ở đây làm chừng. Chúa chồng cha uống nước cốt đi. Rồi thôi em đi về. Thương phải đi kiếm cái mic chứ nó đi đâu mất tiêu cái mic rồi. Nè. Uống nước cốt đi. Thôi đi kiếm cái mic của Hương nha. Trời ơi, hôm qua đi xong là mất cái mic luôn rồi. Kẹp trong nách á. Xong rồi cái đi sao đâu mất tiêu luôn. Tại tuần này thằng heo nó không đi làm cho nên rảnh rỗi đi xuống để thăm anh Phúc luôn. Nó được nghỉ tuần này. Nó có đi làm nhưng mà bây giờ nó nghỉ tuần này. Mai mốt đi thăm anh Phúc nữa nha. Bây giờ mình đi kiếm cái mic. Mất cái mic rồi. Ok. Biết rồi anh Phúc. Đi dạn chân ra, thằng heo nó kêu đi dạn chân ra, chân bên đông đưa bên tây khỏi té. Trời ơi, ngồi bên anh Phúc nghe chửi tùm lum là biết hôm nay tầm bậy rồi. Bông đẹp mà sao chửi tùm lum vậy ta? Chửi à. Đó, nãy ngồi bên kia nghe chửi quá trời luôn. Vậy là hôm nay hư rồi. Hát nữa. Dầu gớm của thuốc Marlboro nữa ta ơi, mười mấy đồng một gói á. Mấy đồng á?
ai cho đó chị Thủy? Bạn cho, bạn thương quá trời ơi. Lặn đâu mà lặn. Hôm nay ngồi nó tào lao tiền đế. Hồi nãy ngồi bên kia thấy chửi quá trời luôn. Bây giờ ngồi nói tạm ràm. Thôi em đi về, em phải đi kiếm đồ, bị mất đồ rồi. Quỳnh ơi, nãy giờ em có kiếm đồ cho chị không? Trời ơi, em có kiếm đâu mà thấy. Hôm qua mình đi lối này nè, mình đi đây, mình có đâu có đi xuống đây, mình đi ra đây phải không? Hôm qua mình đi lối nào? Hôm qua mình mất ở đây, mình đi qua đây nè. Rồi. Đi chỗ này chọc chân nữa. Đem qua kia đưa cho chú Xuân. Chịu bây giờ chơi nói chuyện mình với chị. Ai? Quấn chết bây giờ. Rồi vậy là mất cái mic rồi. Hôm qua phải mình đi lối này không? Rồi mình đi lối nào nữa? Hôm qua mình đi lối này. Trời ơi, mất cái mic rồi. Dạ. Mic 300 đồng á em. Dạ, hay gì muốn chị nhìn dưới em rồi. Đây thì em đi về nào cho dễ. Tại lúc đó quên kêu anh cởi áo lạnh ra. Thấy cái đường tâm của mình chứ. Ấm gì không? Đang quay. Ừ. Anh Phúc cứ ngồi vậy buồn lắm em. À. Anh Phúc còn cứ ngồi vậy buồn lắm. Yeah. When you come into my life, you take my rest away. Oh yeah, baby. Come into my life. Take my rest away. Oh yeah. Thôi, bây giờ còn hai cái nữa đem xuống cho bà Mau Xì đi. Đi nó này. Em cầm đi, chị mà. Ủa, đi con này mình kiếm luôn chị. Chẳng qua có thể rất cầm cầm đấy, em bỏ cái em cái cục. Đi đi xuân, đi cơ, không cơ. Đi xuân cũng không có bỏ ăn rồi ăn hơi tiền rồi. Cái tự bỏ tí. Không cho chú Xuân, tại vì chú Xuân ở này chú đi quá rồi. Không, hôm nay đúng là phải tránh nhà rồi. Hôm nay 27, ờ. Tránh nhà, chị gọi thôn, chú gọi thôn, chị gieo cũng được không? Ờ, được. Ok, mình gieo chứ. Cảm ơn chị.
cam. When you come into my life. Năm thì hết cái project đó. Thằng Phúc ngồi mình buồn quá, tội nghiệp anh quá. Cứ ngồi nhìn như vậy đó em. Chuyện này chị nói thằng nói chuyện với lại chị Oanh coi thử sao. Ngồi kìa. Dạ, nhưng chú anh thì sao giờ chị muốn nói được. Cái hạnh phúc anh không muốn, muốn nữa kìa. Anh muốn mà. Cơm cũng giỏi được đó chị. Come into my life. Take my rest away. Oh yeah. Oh yeah. Còn Bin đâu? Tại sao một con người thương yêu nó vui vẻ vậy chị? Kẹo vô đây để hát cho mọi người nghe đi. Cái con người thương yêu vui vẻ hát hay nữa. Hát gì? Giờ hát là You come into my life, take my breath away, oh yeah đi. You come into my life, you take my rest away. Nó cầm đi hồi rớt nè, cầm cắt đi để hồi rớt. Nó mà. Nói cầm đi chị, hồi nó rớt, nó quay quay lại nó chị rớt. Chị kẹp rồi, không có đồ kẹp. Xôi, xôi, xôi. Xui, xui, xui. Đi, dưới đây. Đi quay nước đây đẹp mà. Đi quay em đi. Đẹp, chỗ này nhìn đẹp nè. Chỗ này nó có cạnh đáy nha các bác. Ừ. À, nhớ rồi, chỗ này ông Cường ông giặt quần xong bị nước cuốn trôi mất quần. Hằng đó ông Cường ngồi giặt quần bị nước cuốn trôi mất cái quần. Nghe phát thảm. Nước lên cao mấy cái chỗ bị quấn hết đi luôn kìa. Ừ. Lên tầng đá cho quay không kìa, quay mấy đó, chị quay thôi, đó. Không có lên đó làm chi hết á. Ố, hai cái chị người ăn ngan hả? Quay không ra quay không rồi. Hai con vịt con ngan gì á. Ờ. Giờ em nhảy xuống đây em bơi nha, chị quay em nha. Không, vừa giấy. Bơi cho về bệnh nặng thêm nữa, đã bị bệnh rồi còn không làm ba cái chuyện tào lao. Em nhảy xuống bơi nha. Không. Em bơi đi tàu luôn. Thôi, ai đứng bên kia ăn hùng không biết nói phải không? Em đi bắt luôn nha. Trời đất ơi. Rồi chị đi lên đây này, chị đứng đợi. Mau lên nghe chưa. Bị cái gì mà cứ xuống đây cái đòi đi bathroom. Mau lên, để chị quay phim, chị bỏ anh mạng luôn. Quay em đi, đi bathroom đi. Ờ. Rồi. Có bỏ lên mạng không? Bỏ lên mạng thì mới quay chứ không bỏ lên mạng quay làm chi. Mau lên. Sao em kêu chị quay quay bỏ lên mạng thì chị quay quay bỏ lên mạng đó. Đẹp quá. Nhìn thấy nó đẹp ghê vậy. Ở Mỹ mà đâu dễ kiếm được cái cảnh rừng rú ở giữa thành phố như vậy. Nhưng mà rừng rú ở giữa thành phố rồi cũng bị tiêu điều luôn. Giữa thành phố nó có cái khu rừng thưa nhỏ nhỏ cho người ta đi bộ hiking rồi đó, đi bộ nhiều nhiều cho nó đẹp. Tự nhiên cái máy ba làm tăng băng tè bè luôn. Những người mà hút á, người ta thích ở dưới này. Tại lúc nào nó cũng im lặng như tờ, đen thùi lùi giống như hỏa ngục, họ thích như vậy. Ba cái thứ đó vô là cần phải im lặng đen thùi lùi. Có mình họ được là mồn thôi à, lâu lâu cái la hét hú này kia. Ở trên bờ nhà người ta làm sao được, nên nhờ mà người ta làm ồn thì mình không chịu. Bắt là phải im, tối đen như mực, người ta phải mở đèn chứ.
xong rồi lâu lâu hú la cái kiểu đó thì người ta gọi cảnh sát mất tiêu rồi, cho nên mấy ba toàn là ở dưới này không mà tha hồ la hét rú rí. Xong rồi thì tối đen như mực, xong đêm vậy đi sọt 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 suốt đêm ở trong rừng, ở trên bờ sao đêm người ta ngủ sọt 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 vậy, người ta nổi khùng người ta gọi cảnh sát luôn á. Cho nên mấy ba là ở dưới suối là cái chỗ mà mấy ba rất là sung sướng. Này mà phải chi cho mình miếng đất phỉnh mình làm cái nhà mình ở luôn. Mau lên cầm cái này. Cái chỗ đó nguyên đồng cỏ xanh đẹp lắm. Cái anh Hùng mà nãy tới xin em thuốc là anh Hùng đã ở dưới suối lâu chưa? Anh Hùng mà có nhà cửa đó. Xong xuống đây ở luôn. Ông chưa làm hãng điện tử rồi, có vợ con nhà cửa đó. Xong sao? Xong hút tà le cái bị vợ bỏ cái xuống đây ở luôn. Nhà ông bị cắt đó. Cái vợ bỏ cái là xuống đây ở luôn cho sướng. Trời đất thiên thần thánh thiên ơi. Mấy bà ơi là mấy bà. Xe cũng việc ra. Ủa? Xe hơi hả? Không phải, xe hơi, xe chạy gần điện á. Toàn là cũng người chú Xuân luôn à. Này trò này không phải chú Xuân đâu. Bây giờ em vô em ngồi ở cái chỗ mà hồi xưa mà em vớt em ngồi đàng hoàng cho chị quay phim coi. Đi. Thôi chị ơi. Thôi chị muốn quay phim mà. Em ngồi cho chị coi. Hồi xưa em ngồi em đợi sao? Không chưa vớt em nè. Rồi ngồi xuống cho chị coi. Cứ ngồi đợi thấy người ta đạp xe đạp rồi đi qua đi lại hả? Ngồi đợi thấy xe rồi đi qua đi lại hả? Em nói chị không? Em ngồi chờ chị. Giờ đúng người thì không có nổi đâu chị đâu. Chị muốn đứng bên đây này chị quay kia đẹp lắm. Thôi. Phía này nè, dây chị phía này coi. Thôi, quay rồi. Đi quay biết bao nhiêu lần rồi. Đứng em lúc nãy là đứng rồi muốn chờ ai cứu giấc là cứu giấc nha. Phải chờ đúng người đó. Phải chờ hoài mới thấy. Cái có bữa Hằng gọi đi ra đây nói chuyện cho 20 hả? Nó đi qua bên kia. Ủa, tự con giống người Phi. Mình đi chạy theo cái vitamin, ai vitamin. Thằng về theo nói vậy hả? Ai vitamin. Để tóc dài á. Để tóc dài, để râu ria rồi này kia. Còn có hai con lớn nữa. Ui, xạo quá, nhìn thấy hình xạo quá. Cái anh gọi rồi nói. Người Việt Nam, thấy gì không? Hai con nó hơi xạo quá. Thằng cũng đi theo đi. Thấy người này xạo quá. Tự nhiên thấy em sợ. Em ăn thịt trái dài lắm. Chị thấy em sợ không? Hả? Nói chị có thấy sợ không? Có. Có
sắp kìa. Ừ. Sắp kìa. Chị quay nó đi. Nó đang ngồi nó ăn trái gì á. Thì nó sao? Ừ. Lên chiếc bơ ăn gì? Thôi bơ hư bể tàn bẹt hết à. Không đi chiếc bơ. Em làm sao em ăn được? Nó bể tan nát hết rồi. Em làm sao em ăn đó? Em lượm về em ăn đi. Không ăn bơ. Nó bể rồi, chằn ra, ruột ra, đất cát rồi dính vô. Cái chắc là không bể em ăn.